Đâu bé phải giới thiệu đây đi chứ. Đầu tiên, đèn đèn. Đầu tiên của Trinh đó là bạn Đông nè. Ờ. Rồi xong. Kim Đào mà. Tại sao? Vì sao vậy? Một nét quên nhẹ. Ôi, chú cũng quen cái trà này. Đừng giỏi, đến tên chú mà còn quên nữa thì. Cũng có lần gọi tên đầu tên người yêu luôn á. Bởi vậy em hai chị là hai ông. Em là đối thủ nha, rất là nhẹ ký của chị Miko Lan Trinh. Yeah. À, Kim Đào. Yeah. Rồi xin Kim Đào hãy nói đứng chút cho mình. Dạ, em là một người rất là kiểu hiền lành, nghe chưa? Và kiểu không có thích đấu tranh, sống sao, kiểu là ai hơn tôi mình cũng được, mình không ơn. Xin cảm ơn Kim Đào. Vừa rồi chắc chắn là những lời giả trân. Tí nữa mà bà thắng nhất nha, tôi replay lại cái đoạn clip này. Đúng, nha. Đây là bằng chứng. Sau đó tôi Kim Đào chứng tỏ. Tôi replay tất cả những cái câu nói dối của cô. Không, em đang nói lặn đào nào chứ không phải là em. À. Chưa gì mà đã lật rồi hả Đào? Cảm ơn Đào nha. Tiếp tục. Tên tên. Ở đây phỏng vấn thần tượng của Trinh. Trời, chị bảo thần tượng lắm em không. Đấy, đấy. Chị đừng đúng, đúng vào thần tượng này. Trời ơi, chị lại nói em thần tượng chị, em ngại quá. Mày bé. Đây ạ. À, chị xin làm vlog hả? À, chị em làm vlog này nha. Em khoái rồi, chị mua cái này bao nhiêu tiền? Cái này 6 triệu đấy em ạ. 6 triệu hai con. Ủa làm sao? Mới có cái này 6 triệu vô à? Ủa em nhớ cái này có 500, cái này có 500 mà. Không. Cái này cái 500 gì đa. Ôi vậy hả? Hàng Quảng Châu Trung Quốc. Không phải Quảng Châu. Lột ra đi, Santa Monica ấy. Đây là hiệu Michi. Ủa mình đang quảng cáo thương hiệu nha mọi người. Ủa cái này mình chưa được trả tiền mà mọi người alo. Không, chị đồ. Mình nhá. Cái này là hãng của người ta nhưng mà chú nhà chị vẽ lên thôi. À chú với chú nhà chị vẽ lên. Ừ. Okay. Rồi, quay trở lại. Hôm nay em rất là vui khi được gặp chị Trinh. Trong chương trình vlog của chị Trinh thì hôm nay chị Trinh có cảm nhận như nào ạ? Chị rất là vui vì chị mic này là 20 triệu nha. Trời dạ. Ơi. Bây giờ em có thể hát cho chị nghe Từng Cho Nhau được không? À, từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối giữ lấy được không? Chị có thể hát cho em bài Chiếc Ôm Đôi được không? Đây là một sự giao lắm. Và hai, ba. Một hôm ta đi với nhau, mưa rất nhiều và rất lâu, trên mái đầu là một chiếc ô ngăn đôi nỗi sầu. Hôm nay là được gặp chị Trinh. Vui quá. Lúc nãy em không nhận ra chị Trinh tại vì hôm nay em thấy chị Trinh giống như là bị lão hóa ngược vậy đó. Là có nghĩa là bình thường như là những như người ta sẽ thù thì rồi người ta sẽ không có quan tâm nhiều nhan sắc, nhưng mà chị Trinh thì khác. Chị Trinh như là ngày xưa chị không quan tâm chuyện nhan sắc nhưng bây giờ là biết em thấy chị Trinh như là gọi là sao ta? Biết hết về chị có chồng có con rồi cho nên là tự dưng thấy nó đẹp hẳn ra, giống như là có người chăm sóc á. Nhưng mà em thì rất là xinh và em rất là tài năng luôn. Chị ơi, mình hy vọng là sớm. Không, không, chị thề chị mở nhà em suốt. Nên là chị hy vọng sớm được đứng trên sân khấu với em hát chung luôn nha. Ô thiệt đó hả chị? Không, chị nói thiệt không? Em hỏi chị bây giờ, chị hỏi thiệt không? Bởi vì là em đang có một cái dự án mang tên là người rất là thân quá, người ta nói mình giả. Không không không, mình thân như thế là tại vì do cái tính cách của mình nó hào sảng như vậy, là mình thật tính như vậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tí nữa mình. Nhưng mà Quang, tí. Quang ơi, qua đây nó nghe. Vô đây. Đó thì là chị Trinh đã có lời rồi thì em cũng mời chị Trinh trong dự án âm nhạc sắp tới của em. Wow. Thì ôi, thích quá. Không, chị nói chị nghiêm túc không có nhà nào đấy để được mời chị. Nhưng em có tiền thôi nha. Chơi. Dính trưởng. Không đâu, không. Với lại với nữa hôm nào em hát bài Chiếc Ôm Ngăn Đôi cho em hát nha. Cho luôn. Dạ. Bà xin sao Huỳnh. Bà của tôi đâu, tôi cho dễ dàng. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Chúc chị hôm nay là sẽ sao nè. Chúc hôm nay sao? Sẽ không có làm đối thủ bởi vì bữa em chọn đối thủ đúng lắm. Thật, em chọn đối thủ đúng nên nhà cao thủ đúng nên bị loại. Nhưng mà chị hy vọng là hai chị em mình không phải là cao thủ. Cũng không phải đối nhưng thủ. Nhưng mà vẫn phải có một người thắng chứ. Đúng rồi, đó là em. Hả? Dạ, cho con bé nó nói người thắng sẽ là nè. Sẽ là bé. Sao vậy đấy? Tại vì á em cũng thích chơi cái trò chơi này, em chỉ là chơi cho vui thôi, giao lưu thôi. Xin ha. Xin thiệt sự luôn á mọi người. Ông Trinh cảm thấy cho vui thôi nha mọi người. Trinh thật sự cảm thấy đây. Không, em một ngày nào đấy em sẽ cướp vợ của anh đi và không cần em ơi, anh nói rồi nói là em cứ đi luôn cũng được. Nghe nhạc của em. Dạ. Rồi xong. Có gì thì cứ liên lạc với chị nha. Dạ, số điện thoại của em là. Ok, cảm ơn bé. Cảm ơn chị yêu. Bye. Bye cho em cái mic luôn nha. Em cảm ơn ạ. Dạ, mà cái câu đó 3 triệu. Một con tới 3 triệu là cái mà. Thôi mà gấp cát xe thì còn không lấy mà. Trời ơi, cái mic này của em cũng đang tính làm vlog mà chị Trinh. Ủa con bé dễ thương. Cái hả? Mì chi ok đó. Thôi em đuổi sao. Rồi. Sao cho em mượn làm vlog nha. Ừ.